Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Wintrend trên đài truyền hình Phố Bô TV phát hành vào ngày 1 và ngày 15 hàng tháng cũng như là trên kênh youtube chính thức của tôi là Dr. Wintrend Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề thú vị không phải về sức khỏe đó là công việc tại Mỹ, học gì để có job Cách đây một tuần tôi có gặp một bạn trẻ tên là Jennifer Uh, Jennifer gặp tôi tại một trong những cái hội thảo và Jennifer nói cho tôi biết là cô vừa tốt nghiệp ngành kỹ thuật môi trường là Environmental Technology từ một trường đại học có tiếng ở đây tại California. Uh, nhưng mà Jennifer không có tìm được việc làm. Uh, đã 9 tháng nay và hiện nay bây giờ cô đang đi bán cà phê Starbucks với mức lương cơ bản là 14 đồng một giờ. Thì Jennifer hỏi tôi là... Uh, có phải là cô học cái ngành sai hay không hay là cô chọn ngành sai tại vì đây là cái ngành cô rất là thích cô muốn bảo vệ môi trường um, nhưng mà thật sự cái ngành này thì không có job không có công việc um, hôm nay cái phần còn lại của cái buổi nói chuyện này tôi sẽ nói kỹ hơn về những ngành mà có thể nói là lãng phí tại hoa kỳ có nghĩa là chúng ta học xong uh, chúng ta một là không có job hay là có job mà cái lương rất là thấp mà quý vị không cần phải đi học đại học tại sao tôi nói những điểm này tại vì học đại học tại hoa kỳ ngày càng mắc và quý vị phụ huynh học sinh cũng giống như là chúng ta thì cũng chọn cái ngành mà chúng ta hy vọng là khi chúng ta đi học đại học chúng ta có công việc và cái quan trọng hơn là ngoài cái việc công việc đó mình thích đây cũng là một công việc có một cái job ổn định có một thu nhập ổn định để mà chúng ta lo những vấn đề khác trong cuộc sống à, như vậy thì những cái chuyên ngành này là như thế nào Tại vì Jennifer không phải là người đầu tiên thống kê cho thấy là tại Hoa Kỳ có tới 20% sinh viên tốt nghiệp không có việc làm. Có nghĩa là 1 trên 5 sinh viên sẽ không có việc làm. Và trong 10 năm sau thì 40% có nghĩa là 4 người trong 10 người sinh viên tại Mỹ làm những việc mà không có liên quan tới những gì mình học. Thậm chí là làm những công việc mà không cần phải đi học đại học. Rồi, như vậy đây là những cái ngành nào mà theo thống kê á, đây là những cái ngành mà nếu mà quý vị cho con em quý vị học thì cái khả năng tìm việc rất là thấp hoặc là sẽ không có cơ hội lương cao à, thứ nhất là chúng ta học về giao tiếp về communication thứ hai là về khách sạn về quản lý hospitality à, hospitality không phải là hospital như vậy không phải là bệnh viện nha và học về tâm lý học À, nhưng mà ở bậc cử nhân tại vì tâm lý học bây giờ đa số muốn trở thành bác sĩ tâm lý à, vì việc phải học về bậc tiến sĩ và nữa là thiết kế đồ họa thiết kế nội thất học về báo chí học về nghệ thuật học về xã hội học một cái điểm nữa là học về những ngành về sinh học sinh hóa à, sinh học phân tử đây là những chuyên ngành mà con em người việt của chúng ta tại hoa kỳ nhất là tại cái Liên học rất là nhiều với cái ước mơ là sau này sẽ trở thành bác sĩ hay liệu sĩ nhưng mà đây chỉ là một trong những cái bước đầu tiên để đại học mà thôi thì học những ngành này ra khả năng tìm việc rất là thấp thậm chí là hầu như không có việc giống như trường hợp của Jennifer cô học xong ngành kỹ thuật môi trường cô phải đi bán cà phê ở tiệm Starbucks à, như vậy thì thì tại sao mà học đại học bây giờ nhất là tại Cali này là khó kiếm việc thưa quý vị nó có nhiều lý do nhưng mà một trong những lý do đầu tiên nhất mà quý vị tại Hoa Kỳ nên hiểu là Bậc Đại Học ngày nay tại Hoa Kỳ Ngày Càng trở thành một cái nơi chỉ là giảng dạy kiến thức nền tảng Hay còn gọi là kiến thức cơ bản mà thôi Có nghĩa là cách đây mấy chục năm giống như là cái bậc phổ thông trung học của quý vị còn học hồi xưa Tất cả những chuyên ngành hay là những chuyên viên tại Hoa Kỳ ngày hôm nay Đều là ở bậc sau đại học Tôi nói ví dụ à, Y khoa, dược khoa lực khoa à, hay là nha khoa đều ở bậc doctor là bậc tiến sĩ. À, những bậc khác ví dụ như là trợ lý bác sĩ, à, bậc lý trị liệu, kỹ thư kỹ sư chuyên nghiệp, chuyên viên xã hội, master of social worker đều ở bậc thạc sĩ hết. Có nghĩa là hầu như không có cái chuyên viên nào ngày hôm nay mà học bậc đại học là bachelor hết. Có nghĩa là đi học bachelor chỉ là cái bước đầu tiên mà còn em quý vị sẽ phải bước kế tiếp phải học lên cao nữa muốn trở thành chuyên viên thì tất cả những chuyên viên những cái ngành chuyên viên này sau khi học xong 4 năm đại học thì sẽ học thêm mấy năm nữa và sau đó cộng thêm một cách thời gian thực hành trong y khoa cần gọi là nội trú chuyên khoa thì từ 3 tới 7 năm trong lực khoa thì có một vài năm còn trong nha khoa thì cũng phải một năm trong những cái chuyên khoa khác thì cần phải có một thời gian thực hành nhất định trước khi mà chúng ta thêm cái bằng hành nghề như vậy đó là điểm đầu tiên khiến cho bậc đại học ở Mỹ khó kiếm việc có nghĩa là những cái chuyên viên, những chuyên ngành là bây giờ đa số là sao đại học. Điểm thứ nhì là những cái ngành đại học mà khó kiếm việc như tôi vừa nói ở trên đó, đa số là những ngành về xã hội à, và nói thẳng là đây là những ngành khá là dễ học. Có nghĩa là ít có yêu cầu về thư, thi cử hành nghề. À, đây là những ngành mà tôi nói ví dụ như Jennifer là một ví dụ cô chỉ việc đăng ký lớp cô có đủ 120 tính chỉ và cô ra trường cái vấn đề ở đây là khi mà chúng ta ra trường như vậy chúng ta không có trải qua kỳ thi hành nghề nào hết thì học dễ mà ra dễ và cũng dễ không có việc làm thì cái công thức tại Hoa Kỳ tôi hay nói với nhiều bạn trẻ là cái ngành càng khó vào cái ngành càng phải thi cử nhiều cần phải thi bo là những ngành lúc nào cũng có job cái đơn giản là đây là những ngành mà cho thấy cái tính chuyên nghiệp của quý vị tính cho thấy cái sự đặc thù những cái kiến thức mà chỉ có quý vị có Thành ra đây là những cái ngành khó kiếm việc. Rồi một yếu tố quan trọng nữa là sinh viên phần lớn là những bạn trẻ ngày hôm nay là chưa có chọn kỹ, chưa được tư vấn và tìm hiểu về ngành nghề của mình. Đây là một trong những điểm mà tôi thấy sau nhiều năm giảng dạy tại Hoa Kỳ và tư vấn với nhiều bạn trẻ nhất là khi đi giảng bài. Rất là nhiều bạn trẻ rất là mơ hồ về Tôi nói ví dụ muốn trở thành bác sĩ, mấy bạn chỉ nghĩ là chỉ cần đi học Biology hay là Biomedical Science là trở thành bác sĩ. Cái đó rất là sai lầm. Tại vì trường y ngoài cái việc mà yêu cầu các bạn tốt nghiệp 4 năm đại học ra, trường y còn phải yêu cầu các bạn đi làm thiện nguyện, thi MCAT, làm nghiên cứu, à, viết luận văn, phỏng vấn tốt, làm xã hội, rất là nhiều thứ để cho trường y thấy rằng là bạn là một ứng viên tiềm năng. Chứ chỉ việc đi học đại học thôi thì không đủ. Um, có nhiều bạn trẻ nói với tôi là chưa biết mình thật sự thích gì uh, và đi học tại vì cha mẹ mình muốn tôi nghĩ đây là một trong những cái điểm mà không đúng với nhiều bậc phụ huynh tại vì bậc phụ huynh nào cũng muốn lo cho con em mình và thường là muốn con em mình học những ngành như là nha như là y tại đây là những ngành tốt uh, nhưng mà quên một điều là chưa chắc con em mình thích những ngành này việc mà con em đi học những ngành này mà quên chú trọng những cái hoạt động khác khiến cho các em không có đi xa hơn được tại vì chỉ tốt nghiệp đại học xong nộp đơn vào trường y thì rớt tại vì không ai nhận cả như vậy thì quý vị nói với tôi là như vậy bậc đại học như vậy đã khó kiếm việc rồi thôi nhưng mà đi học sau đại học là bậc master thậm chí là PhD là bậc tiến sĩ như vậy thì có có dễ kiếm việc hơn hay không câu trả lời là nếu như quý vị vẫn chưa có rõ ràng cái nghề nghiệp của mình thì đi học master nó vẫn phí vẫn lãng phí và có nhiều trường hợp nó còn khiến mình bị nhiều hơn tôi nói ví dụ là một cái bằng điển hình mà bây giờ nó bớt hot rồi nhưng mà hồi xưa ai cũng muốn học đó là MBA là Master of Business Administration thì, thì bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh là một trong những bằng mà được nhiều người nói và nghĩ rằng là học MBA ra mình sẽ có một kỹ năng kinh doanh, mình sẽ trở thành ông chủ à, nhưng thực tế là cái bằng này sau khi nhiều nghiên cứu và nhiều nhiều bài viết và nói người ta thấy rằng đa số là lãng phí tiền bạc à, tại vì ngoại trừ quý vị tốt nghiệp mba từ những trường top top ở mỹ ra ví dụ như là yale harvard hay là à, những trường như stanford thì cái khả năng mà kiếm việc của bằng mba nó không có cao nếu quý vị chỉ tốt nghiệp từ một cái trường bình thường thật ra là trong kinh doanh, tại vì góc độ là người kinh doanh, tôi có hay nói với quý vị là có rất là nhiều kiến thức, quý vị không cần phải học từ mba mà chỉ học đơn giản là từ kệ là cái kỹ năng kinh doanh của mình mà thôi. như vậy mba là một trong những cái bằng mà thôi theo tôi là nó hơi uh, overrate nó hơi uh, quá, không có đúng với cái tiềm năng đó. mà quý vị nếu như không có một cái định hướng rõ ràng mà để học mba thì là một cái lãng phí khác. nếu như quý vị có một cái hướng rõ ràng, ví dụ như muốn học về kế toán có bằng CPA hoặc là đang có một cái định hướng mở công ty rõ ràng thì MBA tôi nghĩ là một cái hướng tốt. À, một số bằng Master khác mà tôi thấy cũng rất là có nhiều vấn đề, à, có nghĩa là học xong không có job hoặc là học xong thì khó kiếm việc hoặc là có việc nhưng lương không cao là thạc sĩ về tư vấn về trị liệu nghệ thuật hay là dịch vụ nhân sự. Nói tóm lại một lần nữa là những cái bằng thạc sĩ về mạng xã hội học. Nếu như quý vị học về cao học mà về những mảng như là STEM, về Computer Science, STEM quý vị biết cái từ đó rồi, thì đó là những cái môn về Science, về Technology, về Mathematics, về Engineer. Thì đó là những cái từ mà nó liên quan tới bộ môn khoa học nhiều hơn. Và thường học về cái này thì ít có khả năng thất nghiệp. Um, tóm lại thì cái việc mà chọn ngành học đại học hoặc là sao đại học tại Hoa Kỳ là một câu hỏi rất là khó mà tôi khuyên quý vị, nhất là tại Cali này hay là tại những bang mà có tính cạnh tranh như California nên cẩn thận tại vì một khi chúng ta học sai ngành rồi chúng ta có thể mất thời gian, thậm chí là uh, tốn tiền và cái kết quả không như chúng ta mong muốn. Có ba yếu tố mà tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần cho các bạn trẻ là thứ nhất, bạn học cái gì mà bạn nên thích, nhưng mà hai cái kia còn quan trọng hơn. Hai cái kia là cái gì? Là phải có job và lương phải khá. Tại vì nếu mà lương thấp quá thì chúng ta đi học ra chúng ta cũng sẽ có vấn đề. Sau này khi mà chúng ta trả tiền nhà, tiền student loan hay là tiền những thứ tiền khác. Um, cảm ơn quý vị đã theo dõi cái chương trình uh, sức khỏe của tôi trong thời gian qua mà thỉnh thoảng bây giờ tôi sẽ nói tí xíu hơn về giáo dục. Tại đây là cũng là cái mảng mà tôi đang uh, đi làm, cũng như đi dạy. Hy vọng là nhận được những câu hỏi hoặc là những góp ý của quý vị về mặt giáo dục cũng như là về y tế xã hội để chúng tôi có thể hầu chuyện với vị tốt hơn à, Điểm cuối cùng tôi nói tí xíu hơn về những cái ngành mà người Việt mình tại Hoa Kỳ ít có ai để ý tới đó là những cái ngành về tài chính, à, về kế toán có thể lương khởi điểm tới 100.000 đô hoặc là các loại kỹ sư chuyên nghiệp hoặc là học lên master về những bậc science giống như tôi nói lúc nãy có nghĩa là quý vị đã tốt nghiệp là bằng bachelor rồi nhưng mà nếu vẫn chưa có việc thì nên để học master nhưng mà ở một cái bậc cao hơn ở các chuyên ngành hơn để có thể có khả năng tìm việc tốt hơn Đại học ngày nay tại Mỹ là một con đường rất dài Hy vọng là quý vị qua cái clip này quý vị sẽ hiểu hơn thêm về con đường sắp tới của con em mình và quý vị sẽ tiếp tục hỗ trợ và chia sẻ tại vì đại học hôm nay không phải là 4 năm nữa mà là ít nhất từ 6 năm thậm chí cho tới 7-8 năm hay là mười mấy năm như là trong trường học y khoa cảm ơn quý vị đã theo dõi với chương trình sống khỏe của tôi trên đài truyền hình phố sa tv cũng như là trên kênh youtube chính thức của doctor winchand hẹn gặp lại quý vị trong những lần tới